Hello, xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đến với video của Sơn Sập Gỗ. Trong cái video ngày hôm nay thì Sơn muốn chia sẻ với các bác về cái câu chuyện khá là thú vị. À đấy là có nhiều bác thì đắn đo giữa cái việc sử dụng gỗ gõ đỏ và gỗ hương đá, không biết là dùng cái loại nào tốt hơn, dùng cái loại nào ngon hơn, loại nào bền hơn, loại nào giá hợp lý hơn. Thì ở trong cái video này thì Sơn sẽ chia sẻ với các bác vài điều về gỗ gõ đỏ và gỗ hương đá để các bác hình dung và các bác có thể đưa ra cái quyết định lựa chọn nó hợp lý. Người nào nhiều tiền thì mình chơi loại nhiều tiền, còn nếu mà mình ít tiền mình chơi loại ít tiền, là sở thích của mình như nào thì mình chơi như thế. Thì bây giờ xin mời các bác cùng theo dõi cái video này nhé. Đấy, trước màn hình của các bác đây là một vài cái mẫu về dòng gỗ gõ. Đây là gù dòng gõ Nize, là một trong những cái dòng gỗ mà thuộc nhóm 1A các bác ạ. Nó đứng ngang hàng với cả gỗ gõ Ba Chi và gỗ gõ Ghana. Thì đây là cái dòng gỗ cũng được sử dụng rất là nhiều ở trong cái việc thiết kế và gia công các sản phẩm về nội thất. Đấy, về nội thất các bác nhé. Đa số là được đóng thành các bàn ghế và các cái tủ, tủ quần áo hay là tủ tivi, kệ tivi, khá là nhiều các cái vật dụng tương tự. Có một điều rất là thú vị ở cái nước Niger này thì đây là nước Niger thì có diện tích rất là rộng. Và ở nước Niger này khá là nóng các bạn, nhiệt độ khoảng từ 25 độ trở lên. Thế nên là những cái cây gỗ ở đây được sinh trưởng nó khá là khắc nghiệt. Nên là cái dòng Niger thường là nó có độ cứng tốt hơn các cái nước khác. Ví dụ như là lim mọc ở Niger thì nó cũng có cái chất lượng ngon hơn mấy cái dòng lim mà mọc ở các cái khu vực khác. Đấy, thì là cái dòng gõ Niger. Vậy thì trong video này thì mình sẽ so sánh gõ đỏ với cả hương đá. Hai cái dòng này nó có những cái đặc điểm chung các bác. Thứ nhất là nó đều có cái một cái tông màu khá là đỏ. Tông màu khá là đỏ. Tuy nhiên gỗ hương đá thì tông màu hơi trầm hơn và tối hơn một chút xíu. Hơi trầm hơn, nó kiểu như này. Kiểu như này. Còn gỗ gõ đỏ thì có cái tông màu hơi sáng hơn so với gỗ hương đá một tí. Còn chất lượng thì hai thằng này đều nó thuộc chung một nhóm các bạn, chung một nhóm 1A. Và chất lượng thì được đánh giá là gần tương đương nhau. Đấy, tương đương nhau. Thế nhưng mà lại vẫn có những trường phái và những người yêu thích các dòng gỗ khác nhau. Ví dụ như là gỗ gõ đỏ thì có người là thích gỗ gõ đỏ, có người lại thích gỗ hương đá. Thì Sơn chia sẻ với các bác, bởi vì Sơn cũng có nhiều bác khách hàng ấy, thì Sơn hỏi thử. Thì mỗi một người quan điểm thì lại cho những cái quan điểm khác nhau. Có người ấy thì bảo là gỗ hương đá là tốt hơn gỗ gõ đỏ về mọi mặt. Từ vân gỗ đến chất gỗ cho đến tom gỗ, rồi là đến độ bền, tất cả mọi thứ thì gỗ hương đá nó hơn. Thế nhưng mà có người ấy thì lại cho rằng ấy, là gỗ gõ đỏ nó có chất lượng gỗ tốt hơn. Gỗ hương đá thì nó có cái độ cong, độ bị co ngót và nó nhẹ hơn gỗ gõ đỏ. Thì nhưng gỗ hương đá lại có vân đẹp hơn và gỗ gõ đỏ có chất gỗ tốt hơn. Thì đây là một vài cái quan điểm. Đấy. Thế thì cũng không biết là cái nào đúng. Thế nhưng mà theo như kinh nghiệm của Sơn thì Sơn cảm nhận thì là nó như thế này. Thì cái dòng gỗ hương đá và gỗ gõ đỏ đều là dòng gỗ rất là tốt rồi. Nói chung là hai dòng đấy đều rất là ngon. Nói đầu tiên ý, nói về màu gỗ thì khá giống rồi, vừa rồi Sơn chia sẻ. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái vân gỗ. Thì đương nhiên là gỗ hương đá nó sẽ đẹp hơn gỗ gõ đỏ. Bởi vì sao? Bởi vì gỗ hương đá nó có cái vân là nó không đi theo quy luật các bác ạ. Có cái vân giống như vân rối, nó giống như thằng cẩm lai, không có đi theo quy luật nào cả. Mà là nó thích kiểu nào nó kiểu đấy. Thế nên là không có tấm nào giống với tấm nào. Thế còn gỗ gõ đỏ thì sao? Gỗ gõ đỏ thì sẽ có những tấm nu, thì vân nó rất là dị. Thế nhưng mà thông thường ấy, thì là sẽ là những cái đường chỉ và đường vân kẻ song song hai bên. Đấy thì là cái dòng gỗ gõ đỏ là nó như thế. Thế vân nó có đi theo quy luật các nhá. Một vài tấm đặc biệt thì nó không theo, còn hầu hết là nó có theo. Đấy thì là độ vân thì là vân hương đá nhiều hơn vân gõ đỏ rất nhiều các bạn, rất nhiều vân. Tiếp theo là về cái chất gỗ. Tiếp theo là về cái chất gỗ ấy, thì Sơn xin chia sẻ thật sự là theo cái quan điểm của Sơn ấy, là gỗ hương đá nó có cái chất lượng tốt hơn. Nó có chất lượng tốt hơn, tom nó mịn hơn và cái độ bền của nó khá là ổn hơn. Ví dụ như gỗ hương Việt và gỗ gõ đỏ Việt thì thực ra hai thằng này nó cũng tương đương nhau, cũng không thua kém gì nhau bao nhiêu cả. Thế nhưng mà gỗ gõ đỏ thì được ở người miền Tây và người miền Nam sử dụng nhiều, nên theo quan điểm ở trong đấy thì mọi người sẽ cho rằng gỗ gõ đỏ có chất lượng tốt hơn. Còn ở ngoài Bắc sử dụng gỗ hương nhiều và chất lượng gỗ thì họ sử dụng nhiều, thì họ sẽ cho rằng gỗ gõ đỏ, gỗ hương đá nó tốt hơn.
Thế nên là cái điều này nó khá là gây tranh cãi. Thế nên quan điểm của các bác thế nào về cái điều này? Quan điểm của bác thế nào về gỗ đỏ và gỗ hương đá? Thì dòng này, dòng nào tốt hơn và mình nên sử dụng cái dòng nào? À, có một chút chia sẻ một chút xíu nữa thì là như này. Gỗ hương ấy là được ứng dụng khá là nhiều các bạn ạ. Gỗ hương thì ứng dụng, Sơn nghĩ rằng được ứng dụng nhiều hơn so với gỗ đỏ. Thì gỗ hương được làm tượng rất là nhiều. Tượng gỗ hương thì nó vân, nó đẹp, thế nên là cũng được ứng dụng nhiều này. Rồi làm bàn ghế tủ này cũng được ứng dụng nhiều này. Rồi tất cả mọi thứ, ngay cả sập chiếu ngựa thì gỗ hương đá nó cũng có giá cao hơn gỗ đỏ. Rồi là tất cả cái sản phẩm về của gỗ hương đá thì đều có giá trị cao hơn gỗ đỏ. Đấy. Thì không biết là do vân hay là do chất thì các bác comment ý kiến của mình ở bên dưới. Đấy, cứ comment ý kiến thôi. Các bác có ý kiến, các bác chơi, các bác có kinh nghiệm thì các bác cứ comment ở bên dưới. Có một điều khá thú vị thế này. Có nhiều quan điểm cho rằng gỗ hương đá thì nó độc hơn gỗ đỏ. Nó độc hại hơn gỗ đỏ. Thế nên là nằm nó bị nặng người, nó bị mệt người hơn. Thế không biết cái quan điểm này nó có đúng không? Các bác nào trải nghiệm sử dụng rồi thì comment thử bên dưới như nào. Ok. Thì video của Sơn chia sẻ là kết thúc tại đây. Thì tổng hợp lại thì nói chung theo quan điểm của Sơn thì gỗ hương đá ngon hơn, vân đẹp hơn và giá cao hơn. Đấy, cái còn gỗ đỏ thì cũng vẫn ngon. Có tiền mua hay không? Đây các bác. Còn lô ghế của Sơn đây thì là bằng gỗ dê đó nha. Bác nào quan tâm đến lô ghế thì có thể là để lại inbox. Cái này Sơn cũng có thể là bác nào quan tâm đến giá sỉ thì Sơn cũng có thể nhập giá sỉ đến các cửa hàng đồ gỗ nội thất, đặc biệt là các cửa hàng đồ gỗ bàn ghế gỗ hay là gỗ nguyên khối thì là sử dụng cái dòng này rất là nhiều. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Nhớ ấn một nút follow kênh các bác nhé.